Chào các bác, các chú anh chị nha. Hôm nay ngày nghỉ nên ngủ dậy muộn quá. Nhưng mà dậy thì trời nó tối, nó cũng âm u ấy. Chứ nó cũng chưa phải tối mà bây giờ tầm 4 rưỡi chiều mà nó cảm giác nó sắp mưa các bác. Không biết là tình hình nó ra gì không, nhưng mà vì nó sắp mưa nên là em tính là chuyển cây này, cái cây Nam Điền này sang cái kia. Thì cũng là định làm sớm hơn nhưng mà không có ai ở nhà để mà khiêng hộ cái hang này từ ngoài vườn vào, nặng nặng phải 3 người khiêng, nặng lắm. Cái hang kiểu đúc ngày xưa này nặng lắm. Để cái mục đích của em ấy là để cái cây này nó khỏe hơn, thứ hai là cái hang này nó lòng nó nông cho cái bệ nó trải nó bệt hơn đấy. Ngày xưa nhà thì không có điều kiện để mua sắm chậu trước nhiều, với ở vùng quê thì nó không 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 có những cái đồ này mấy, mà nó to trở đi trở lại mua về nó rất là mệt. Mình thì mình bận công việc đấy, nhưng có cái gì là trồng và luôn, thậm chí là xô rách riết trồng hết. Lúc nào mà ok hoặc là có thời gian tính thì mấy mấy có chậu để trồng đấy. Đấy là cái điều kiện như thế. Hôm nay chuyển sang cái chậu này nó cũng không có cái gì nó đẹp đẽ xấu hơn cái kia ấy, nhưng mà thứ nhất là nó hợp hơn, thứ hai là để nó phát triển cái bệ đấy. Thì em cho nó sang cái không có tối quá nhỉ, tối quá nhỉ các nhỉ, trời rất âm u. Thôi kệ, làm đi. Cô ấy cũng chỉ đặt tạm thôi. Ôi, nặng quá các bác. Thở, thở dốc ấy. Đấy. Ngày xưa để tạm mà, để tạm trồng lên đây.
chả lấp cát gì, tự nó sinh tự sống rồi. Ra sang đây nhìn đâu quá đấy, để lấy đất các bác nhá, giờ mới tính lấy đất đấy, lấy đất phân chuồng. Rồi xin báo cáo là em lại vừa mới đổ được một ít phân trâu nó mục rồi, mục như đất gì vào đây đấy, toàn phân này thì không, một số bác hỏi là sao cho nhiều phân thế, thì nói chia sẻ với bác luôn là thứ nhất là nó em lười, phân thì nó sẵn ở đây nó nhẹ hơn đất, đất thì em phải đi đào từ dưới ruộng không thở được đấy. Cái thứ hai là cái phân này nó mục rồi, nó như đất rồi mà nó giữ ẩm thì vô cùng tốt, con trâu con bò này giữ ẩm vô cùng tốt mà nó mục rồi thì nó như đất, cây hút rất là nhanh, đất tơi xốp đấy, thì cứ chơi thoải mái cho cây nó khỏe rồi đấy. Thôi trồng các bác nhỉ, tí nữa có người về thì mới chuyển cái cây này vào cái chỗ của nó được, ở chỗ này được, chứ cái chậu này bỏ đi chỗ khác, nhưng mà một mình không làm được đâu, chắc tối lúc nào có người tính sau nhờ sau, bây giờ làm được các bác nhé. Để cho vướng đổ đất thôi, bây giờ phải đôn cái đế cho nó cao lên đấy, làm rồi.
Đây, chắc chỉ cao tầm thế thôi các bạn nhỉ. Một mình làm nó ngay bị lấy hoay. Đấy. Thì vừa mới mới bới thì thấy con rết trong con rết to bằng ngón tay út ấy trong cái đống phân kia. Vừa mới vứt cho con gà nó làm miếng nó quá. Rồi tiếp tục.
bấy nhiêu đất thôi không, lại hàng chục người khiêng chết dở lêu ra người. Hơi vướng víu các bác nhỉ. Nhìn. Đây là vướng cái cây ổi không có chỗ đứng này. Đây thì vướng cái chậu. Đấy. Cũng may. Cũng may là bên này nó có tí đất thì cho sang luôn. Đấy. Nhìn này chả nhìn thấy gì các bác nhỉ. Tí cho lên cái đôn này, cho lên cái đôn nhìn thì tiếp hai cái tán này quá bác, sợ là phải cắt đi quá, không có thì sợ cắt đi vì là ngày xưa không để ý nó có cái vết vào dây đấy, tôi quên mất không tháo ra, lá nó rậm mình không để ý. Bây giờ cái lá nó phát triển kém hơn những cái tán khác thì mình mới thấy là nó còn cái dây thép ở trong mà bây giờ không gỡ ăn vào trong. Đấy thì là kinh nghiệm xương máu các bạn. Ví dụ như những cái vết này mấy hôm nữa phải gỡ vào luôn đi. Không có là hỏng mất cái tán các bạn. Không hỏng thì cũng sống dở chết dở. Đấy. Giờ nào có người mà dọn cùng với cái chậu này đi, 3-4 người bê nó lên, 4-5 người nhấc lên cái đôn xong rồi tỉa vớt nó đi. Giờ không có người thì tỉa trước đi các bác nhỉ. Đây, kết quả của tối hôm qua các bác, nhờ được là 4 anh em mỗi người một gốc nhấc lên cái đôn này. Còn cái chậu kia thì vứt tí nữa kìa. Đó. Để đây cho nó có đất sống đó. Cho nó phát triển cái bệ. Nó khỏe cây đây. Cây để như trước đuối quá. Rồi. Cắt tỉa lại cái lá này tí. Lá năm biển. Hình trái tim. Rất là đẹp. Rất là thích. Lúc mà nó phun ra lá này nó như màu xanh ngọc đẹp lắm. Quẩn quẩn giống hình trái tim đặc trưng. Cho nên là dăm của nó tán nó rất là đều. Nó ôm khít ấy, nó gọn gàng. Dăm nó cũng dày hơn cái xanh quê. Xanh quê thì... Nhưng mà xanh quê mà chơi chi tiết lại đẹp hơn. Cái xanh Nam Biển thì dăm thì nhanh hơn. Nó dày hơn. Lá nó ôm. Ôm trọn là cảm giác nó gọn gàng hơn. Đó. Dòng này là dòng Nam Biển là với da màu vàng đồng, màu vàng của đồng đó. Rất nhiều dòng Nam Biển. Úp cái đất này vào đây cho nó phát triển cái bệ. Đó. Các bác nha. Chúc một cầu tuần làm việc hiệu quả nhé.